Cơ sở đồ gỗ Kinh Bắc xin kính chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều ngày 23 tháng 11 năm 2021 và cơ sở em xin giới thiệu đến các bác một cái sản phẩm án gian thờ được làm trên chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi và được làm theo mẫu là ngũ phúc dạ lền nha các bác nhé. Thì đây là một sản phẩm hàng được làm theo kích thước là hàng chân 14. Đó, với chiều dài là 2m17, sâu mặt là 1m07 và cao là 1m27. Thì các bác có thể chiêm ngưỡng được cái sản phẩm được bên cơ sở lựa lọc gỗ cũng như là hoàn thiện rất chỉ là tinh kỹ. Thì các bác là quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sắm sửa cho phòng thờ gia tiên một cái sản phẩm án gian hàng cao cấp chất lượng thì có thể theo dõi đoạn video clip của bên cơ sở bên em và sau đó thì em sẽ tiến hành quay chi tiết cận cảnh về sản phẩm cũng như là công bố kích thước độ dày và báo giá công khai để các bác có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng được về chất lượng của sản phẩm. Thì các bác là yêu thích hoặc là muốn đặt cái sản phẩm tương tự thì có thể điện thoại cho xưởng em theo số hotline đó là 0868 82 0 và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và các bác có thể chiêm ngưỡng được sản phẩm thì được chọn gỗ rất là đều các bác nhé và được hoàn thiện cực kỳ tinh kỹ và chân thì em làm toàn bộ là chân vuông 14 đó, chân vuông 14 đấy ạ và 4 chiếc chân thì em đều lựa lọc là chân không tâm, không tim cũng như là lựa gỗ rất là liền lạc và hoàn thiện cực kỳ kỹ cho quý vị nhé. Đó, phần chân đấy ạ. Và ở ven thì em đục là triện chữ vạn. Đó, đục triện chữ vạn có nghĩa là vạn phúc vạn lộc. Và ở giữa thì ở phần dạ tiền thì em làm với độ dày là 4 phân. Đó, đây là mẫu là ngũ phúc dạ lền. Đó, không thủng như quý vị nhé. Dạ lền không thủng và được hoàn thiện cực kỳ tinh kỹ. Đó, hoàn thiện rất là tinh kỹ đấy ạ. Thì sản phẩm ngày hôm nay thì có kích thước chiều dài là 2m17 các bác nhé. Đó, 2m17 và cao là 1m27 và sâu mặt là 1m07. Phần dạ là dày 4 phân. Đó, đục theo mẫu là ngũ phúc dạ lền. Và ô cổ ở bên trên thì em làm với độ dày là 1,5 phân. Đó, ô cổ là đục tứ quý phúc lộc thọ. Đục tứ quý phúc lộc thọ nha các bác nhé. Và phần vai thì em làm là vai dày 7 phân. Đó, vai dày 7 phân. Bên dưới là đục triện chữ vạn đấy ạ. Có nghĩa là vạn phúc vạn lộc, chân là chân vuông 14 các bác nhá. Đó, chân vuông 14. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng cao cấp được hoàn thiện rất chi là tinh kỹ. Đó. Và được làm trên chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi và ngoài ra thì em có sản xuất trên chất liệu như là gỗ cụ Lào và gỗ gõ đỏ các bác nhá. Và tiếp theo là phần mặt sập thì em làm khuôn tranh là dày 4 phân. Khuôn tranh là dày 4 phân và ván mặt là dày 1,2 phân. Đó, ván mặt là dày 1,2 phân với kích thước chiều dài là 2m17, sâu mặt là 1m07. Phần mặt đây ạ, các bác có thể chiêm ngưỡng. Phần mặt được hoàn thiện cực kỳ kỹ cho quý vị nhé. Và với chất liệu gỗ hương đá là một dòng gỗ quý có tính ổn định rất là cao và đặc biệt là phần tom gỗ rất là mịn. Phần tom gỗ đây ạ, các bác có thể chiêm ngưỡng. Phần tom gỗ rất là mịn và chất gỗ thì cực kỳ là cứng, lặng, chắc và đanh. Và hơn nữa là sản phẩm được bên cơ sở đồ gỗ Kinh Bắc lựa lọc, chọn lọc gỗ rất là liền lạc và cực kỳ đều màu. Đó, gỗ rất là liền lạc và đều màu trên chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi. Thì các bác yêu thích một cái sản phẩm hàng cao cấp, chất lượng cao thì có thể qua trực tiếp tại cơ sở hoặc là điện thoại hoặc là kết nối qua Zalo với sự em theo số điện thoại đó là 0868 82 0 và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó, mặt em làm dày là 1,2 phân. Mặt là ghép 2 các bác nhé. Đó, mặt ghép 2 đi ạ. Thì các bác muốn đặt cái sản phẩm hàng chân 14 đó thì có thể điện thoại hoặc là kết nối qua Zalo. Và ngoài những sản phẩm chân 14 ra thì em còn sản xuất rất là nhiều các sản phẩm như là án gian chân 10, chân 12, chân 14, chân 16, chân 18 và thậm chí là chân 20 các bác nhé. Và toàn bộ phần dạ thì em làm dạ hồi là dày 3 phân. Đó, dạ hồi là dày 3 phân và dạ tiền là dày 4 phân. Và bên dưới thì em cũng hoàn thiện rất là tinh kỹ nha các bác nhé. Hoàn thiện cực kỳ tinh kỹ. Đó, thì các bác có thể chiêm ngưỡng được cái chất lượng của sản phẩm khi hoàn thiện kỹ cả hai mặt. Hoàn thiện cực kỳ kỹ đây ạ. Và một chiếc án gian chân 14 được chế tác trên chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi, hàng tuyển chọn gỗ và hoàn thiện cực kỳ tinh kỹ và cho chuốt. Thì hiện sẽ em đang chào bán công khai với giá là 23 triệu đồng. Đó, 23 triệu đồng các bác nhé. Thì các bác yêu thích những cái sản phẩm hàng cao cấp, chất lượng cao thì có thể điện thoại trực tiếp cho đơn vị theo số hotline đó là 0868
82 Từ Quý Không và địa chỉ có cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra thì em còn sản xuất rất là nhiều các sản phẩm đồ thờ như là bộ câu đối cuốn thư, đại tự lồng cuốn thư, đó, sập thờ Mai Điểu, sập thờ Tứ Linh, sập lầm, những sản phẩm trang trí như là đồng hồ, tủ kệ tivi, đó, tủ rượu. Thì bên em cũng sản xuất rất là nhiều các bác nhá. Thì các bác yêu thích những cái sản phẩm hàng cao cấp chất lượng đó và được chế tác trên những chất liệu gỗ quý thì có thể điện thoại hoặc là qua trực tiếp đó. Và bên em thì còn nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách về đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và video clip ngày hôm nay thì cơ sở bên em cũng xin phép là kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.